Xin chào các thành đã đến với bản tin chuyên bóng đá. Bản tin của chúng tôi sẽ đem đến cho các thành những thông tin bóng đá nóng nhất của Việt Nam cũng như của thế giới, được truyền tải theo phong cách chuyên nhất và hài hước nhất. Bản tin được phát sóng đều đặn vào 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh chuyên bóng đá. Kính mời các thành hãy nhấn nút subscribe để tiện theo dõi. Tuần vừa qua các giải vô địch quốc gia tạm nghỉ, nhưng không khí bóng đá vẫn rất sôi động với các trận giao hữu và vòng loại World Cup. Đá với những đối thủ lớn như Hungary là cơ hội tuyệt vời để Ronaldo nâng cao thành tích. Một pha sút xa hiểm hóc, một cú sút phạt thần sầu. Với cú đúp bàn thắng đó, anh đã cán mốc 600 bàn thắng trong sự nghiệp, lập kỷ lục ghi 70 bàn cho đội tuyển quốc gia, dẫn đầu danh sách vô phản lưới vòng loại World Cup châu Âu. Nhân cơ hội này, mấy bạn fan Messi và CR7 lại được dịp tranh luận khí thế. Có bạn bảo phải đi qua 4-5 người rồi ghi bàn mới được tính là một bàn thắng, còn sút phạt xa như vậy không được tính là một bàn thắng đâu nhé. Có bạn lại so sánh rằng nhằm nhò gì, Messi cũng vừa tỏa sáng trên chấm penalty giúp Argentina giành trọn 3 điểm kia kìa. Có bạn thì công nhận CR7 là huyền thoại, nhưng cũng chứa ẩn ý CR7 đúng là huyền thoại thứ hai thế giới, còn số 1 là ai thì chắc hẳn các bạn cũng biết rồi đấy. Hai, xem ra cuộc chiến bàn phím giữa fan Messi và Ronaldo sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Ronaldo vớ vẩn rồi. Mày dám chê Ronaldo của tao à? Sao? Vào kia nói chuyện. Round 1. Giờ thì bỏ màn phim xuống đánh nhau thật đấy. Thích thì chơi mày. Round 2. Mày một cột mốc khác cũng cực kỳ bá đạo vừa được lập nên. Thủ thành Gianluigi Buffon đã chính thức trải qua trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp. Một con số vĩ đại của một thủ thành vĩ đại. Nếu Marvel có người nhện chuyên đi trừ gian thiệt ác giúp đỡ nhân dân, thì bóng đá cũng có người nhện Buffon chuyên đi cản phá các bàn thắng và giữ an toàn cho khung thành Juventus cũng như đội tuyển Ý. Vậy là thêm một cầu thủ thuộc thế hệ tài năng của bóng đá Đức đã tuyên bố chia tay đội tuyển. Đó chính là Lukas Podolski. Sau bao năm tháng thăng trầm cùng Man Sáp, đỉnh cao là chiếc vô địch World Cup 2014, Podolski đã nối gót theo Philipp Lahm, Smart Tiger từ giã đội tuyển. Tạm biệt chàng trai vô tình với cái chân trái lợi hại. Johan thật có tâm khi đã tặng anh một siêu phẩm trong trận đấu mà anh chia tay đội tuyển. Dạo qua một vòng các đội bóng lớn ở châu Âu, đến đâu ta cũng thấy một cái tên bị chửi rất nhiều, bị chửi một cách thậm tệ. Đó chính là virus FIFA. Hàng loạt cầu thủ chủ chốt của các đội bóng lớn lan ra chấn thương như Smalling, Hazard, Pogba, Rooney, Costa. Mùa giải thì đang đến hồi gay cấn, các huấn luyện viên không bức xúc mới là chuyện lạ. Tôi không hiểu là lên tập trung đội tuyển quốc gia để đá bóng hay là để đánh nhau nữa. Lúc đưa cầu thủ đi thì bằng siêu xe, lúc nhận lại cầu thủ thì bằng xe cứu thương. Vừa mới thoát được top 6, giờ trụ cột chấn thương hết thế này chắc mấy hôm nữa lại trở về cái máng lợn top 6 cũ thôi. Tôi cảm thấy đang có một thế lực muốn chống lại Chelsea. Các câu lạc bộ ngăn cản chúng tôi không được, giờ đến cái đội tuyển quốc gia muốn ngăn cản chúng tôi vô địch Premier League. Nhưng đừng hòng, cân tê của chúng tôi vẫn còn thi đấu được thì không phải xoắn. Cũng liên quan tới bóng, nhưng không phải bóng đá mà là bóng truyền. Cả tuần qua cư dân mạng sục sôi với cô bé đá bóng truyền xinh như hoa hậu. Em tên là Đặng Thu Huyền, sinh năm 2002, năm nay mới 15 tuổi. Chả biết nên gọi là em hay là cháu nữa. Cảm thấy mình càng ngày càng già nua. Em cao 1m74, chơi ở vị trí truyền 2. Dạo qua các comment trên page, có bạn ngỏ ý: Huyền ơi, vì em anh sẵn sàng gia nhập câu lạc bộ Juventus. Bạn thì bảo: làm người yêu em ấy cũng chẳng sướng đâu, tay đập bóng truyền em ấy tát cho một phát thì răng mồi lẫn lộn luôn. Tóm lại là cảm ơn em. Vậy là từ giờ ngoài thích bóng đá, em đã truyền cho tôi cảm hứng xem thêm bóng truyền rồi. Đội tuyển Hà Lan sẽ là thành chôn tuần này của chúng ta. Vì sao ư? Các bạn có tin không khi họ đang đứng trước nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2018? Thà nồi, thời oanh liệt nay còn đâu? Bóng đá Hà Lan trong quá khứ từng có thời gian khuynh đảo thế giới. Những đôi chân ma thuật của Johan Cruyff, Ruud Gullit hay Frank Rijkaard đã biến bóng đá thành nghệ thuật. Gần hơn thì chúng ta có người Hà Lan không bay Dennis Bergkamp, rồi Van Nistelrooy.
Tiếp đến là người Hà Lan bay Van Persie, rồi Arjen Robben cùng rất nhiều hào thủ khác. Nhưng thời huy hoàng đó đã xa rồi, lớp kế cận quá yếu và không đủ sức gánh vác. Nhưng Depay, Leroy Fer, Wijnaldum vẫn chưa đủ trình để nối gót những tiền bối. Vòng chung kết Euro 2024 họ đã không được tham dự. Giờ với trận thua Bulgari, cơ hội đến World Cup 2018 của họ cũng đang lung lay dữ dội. Hà Lan đang đứng thứ tư bảng A, dưới cả Bulgari và Thụy Điển. Sự thoái trào của cả nền bóng đá theo chúng tôi là có một cách cứu vãn nhanh nhất. Đó là gọi các cầu thủ tên có từ Van vào đội tuyển. Hà Lan vốn luôn có các cầu thủ giỏi tên có từ Van. Vậy mà đội hình của họ hiện tại không có cầu thủ nào có từ Van. Nếu không có thì hãy mời những ngôi sao của tuyển Việt Nam sang đá như Van Toàn, Van Biển, Van Quyết thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chúng ta chuẩn bị đến với tháng 4, một tháng hoàng đạo của bóng đá, khi mà ta có tới 20 trận đấu đỉnh cao diễn ra trong suốt tháng 4 này. Hãy cùng xem lịch thi đấu của chúng tôi để nhớ theo dõi nha anh em.